Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đồng Hồ Chiêu. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ đến từ Nhật Bản và các bạn yêu thích sự chuyển động trên cổ tay của một chiếc máy cơ, đồng thời các bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ trong một khúc đầu đó khoảng 7 triệu đồng thì xin chúc mừng các bạn bởi video này là làm ra để dành cho các bạn đấy. Ngày hôm nay Thảo sẽ giới thiệu với các bạn top 4 mẫu đồng hồ đến từ Orient, một trong những mẫu đồng hồ những dòng thương hiệu nổi tiếng nhất của nó chính là dòng Ovenhead. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá 4 dòng đó nhé. Đầu tiên, tôi sẽ nói sơ tổng quan về dòng Ovenhead này của Orient. Thì Ovenhead, cho những bạn chưa biết, nó không phải là tên có một bộ sưu tập hay một cái thương hiệu gì cả, mà nó nhằm để chỉ những cái chiếc đồng hồ mà có thiết kế là phần trước của nó được thể hiện lộ vào ở bộ máy ở ngay mặt trước của đồng hồ. Thì điểm chung của dòng Ovenhead á, các bạn sẽ thấy là tất cả các phần lộ máy đều ở vị trí 9 giờ cả ha. Và cái dòng Ovenhead này, nó cái số lượng chân kính mà nó sử dụng á, thì khoảng từ 22 tới 25 chân kính bên trong, thể hiện chân kính rõ ngay đây rất là đẹp. Và ngoài ra thì các bạn đã biết rồi, Orient họ sử dụng bộ máy cho những chiếc Ovenhead này là 100% in-house hết. Thì một số bạn sẽ cho là in-house là nhà sản xuất sẽ cố gắng gọi là tỏ ra là họ rất là hoành tráng, nhưng mà thật sự không phải, tại vì mình đánh giá cao điều này đối với những hãng mà in-house sản phẩm thì sẽ giúp cho người dùng chúng ta khi mà muốn thay thế linh kiện đó thì sẽ nhanh chóng tìm được cái sản phẩm chất lượng hơn với giá thành ok hơn. Và trước khi review từng mẫu đồng hồ một này thì Thảo sẽ ngay bây giờ đây sẽ gỡ cái lớp seal, cái lớp bọc cái chiếc đồng hồ này ra để cho các bạn có được cái nhìn gọi là chi tiết và cụ thể hơn vào từng mẫu đồng hồ một nha. Đầu tiên, Thảo sẽ gửi đến các bạn cái bài đánh giá về cái mẫu đồng hồ mà Thảo cảm thấy ấn tượng nhất ở đây. Đó chính là mẫu đồng hồ Orient mà có mã RA AG0005L10B. Tại vì sao? Tại vì mẫu đồng hồ này nó sử dụng cái mặt kính là kính mo hay còn gọi là kính vơm. Với Thảo đánh giá, đây là cái một trong những cái thiết kế mặt kính mà nó cực kỳ bắt mắt, tại vì nó tạo cái hiệu ứng thị giác rất là đẹp. Đây, các bạn có thể thấy vô cùng thu hút ánh nhìn của người đối diện. Và cái điểm thứ hai Thảo ấn tượng nữa đó chính là đến từ cái thiết kế những cái kim số và kim giờ ở đây. Các bạn có thể thấy nó thiết kế kiểu kiếm, hình cây kiếm đó, nhìn nó rất là sắc bén và vô cùng sang trọng. Đấy, ánh sáng hiệu ứng thị giác tạo ra rất là đẹp. Và cái điểm thứ ba mà Thảo thích trên chiếc đồng hồ này nữa, đó chính là cái phần thiết kế, cái phong cách skeleton ở phía sau. Nếu các bạn là những người mà yêu thích cái gọi là sự chuyển động của máy cơ thì chắc các bạn không thể nào bỏ qua được cái này thôi. Ngoài ra thì có lẽ nếu mà nói về một số điểm đáng tiếc nữa thì Thảo có thể nói rằng cái mặt kính này nó chất liệu chỉ là kính cứng thôi chứ không gọi là kính sapphire. Nhưng mà Thảo đánh giá rằng với trong cái tầm tiền này đó thì cái chất liệu kính sapphire là có vẻ là khá xa xỉ so với lại cái tầm tiền này. Kính cứng như vậy là cũng khá là ổn rồi. Ngoài ra cái điểm Thảo thấy cũng khá là lăn tăn nữa đó chính là nó chỉ sở hữu cái mức chống nước khoảng 3 TM mà thôi. Thì đối với những cái bạn gọi là làm công việc văn phòng đó, các bạn chỉ rửa tay đi mưa nhẹ thôi thì với cái mức chống nước này nó khá là ok. Nhưng còn đi bơi, đi lặn thì chắc chắn là phải tháo ra rồi ha. Ngoài ra thì chiếc đồng hồ này nó sở hữu cái đường kính mặt số là khoảng 40,5mm. Đó, thì các bạn có thể thấy nó cũng khá là xem chiếc đồng hồ đang đeo. Đối với những bạn nam Việt Nam mình đó thì cái kích thước này Thảo đánh giá là khá là chuẩn, tại vì nó sẽ phù hợp với đại đa số cái người Việt Nam mình ha. Và mẫu đồng hồ thứ hai Thảo sẽ giới thiệu cho các bạn nghe sau đây đó chính là chiếc đồng hồ có mã là FAG0200 4B0. Đây là mẫu đồng hồ khá là khác biệt so với 4 mẫu ở đây, tại vì cái bên cái ti chỉnh của nó sẽ không có cái logo của Orient ở đây, nó là phần trơn toàn bộ luôn. Và một cái điểm khác biệt nữa đó chính là cái mặt đồng hồ nó là kính thẳng chứ nó không phải là kính kính vòm như cái mẫu đầu tiên chúng ta đã xem ha. Nhưng mà bù lại mẫu đồng hồ này nó sở hữu là cái mức chống nước lên tới 5 ATM, giúp chúng ta thoải mái trong quá trình sử dụng và sinh hoạt hàng ngày. Và một cái điểm nữa là cái bề dày mặt số của chiếc đồng hồ này là nó lên tới 12mm lận, thì nó sẽ là dày hơn so với cái mẫu đồng hồ đầu tiên mà chúng ta đã xem đó.
Còn ngoài ra cái đường kính mặt số đây của nó cũng lớn hơn một tí xíu. Mẫu đầu tiên là 40.5 thì mẫu này nó sẽ là 41, lớn hơn một tí đó. Với những cái thợ đánh giá là mẫu đồng hồ này với những bạn gọi là những người đàn ông trung tuổi á, đứng tuổi á, thì đeo đồng hồ này nó sẽ rất là nam tính, nó sẽ rất là quyền lực. Mặt số modern của chiếc đồng hồ này thợ đánh giá nó lại càng làm tôn thêm những cái cọc số, những cái kim đó mà nó làm phát lên nhìn sáng nó rất là đẹp, nổi bật hẳn lên. Mẫu đồng hồ thứ ba họ sẽ giới thiệu các bạn ngay trong video này ở chính là mẫu đồng hồ không phải là FAG00003W0. Đây là một trong những mẫu đồng hồ mà nó cũng sử dụng kính là kính cứng và không sử dụng kính vòm như mẫu đồng hồ đầu tiên của chúng ta. Tuy nhiên cái điểm khác biệt có lẽ là mẫu đồng hồ này có cái đường kính mặt số nó là lớn nhất trong cả bốn ở đây. Cái đường kính mặt số của nó là lên tới 43mm lần, nhưng cái bề dày của nó thì vẫn chỉ là 12mm, tức là bằng với là cái mẫu thứ hai mà chúng ta đã xem qua đó. Và cái điểm khác biệt nữa của mẫu đồng hồ này các bạn có thể nhận ra đó chính là nó sử dụng cái thiết kế kim. Phần kim giờ và kim phút của chiếc đồng hồ này là thiết kế theo hình mắt ngỗng, nó vô cùng là cổ điển và nó rất là ăn rơ với lại cái thiết kế như cái vạch số đây là theo cái hình La Mã, nó đem một phong cách cổ điển cho cái người sử dụng. Và ngoài ra thì cái phần kim này các bạn có thể nhìn ra là nó sử dụng cái màu gọi là màu xanh đó, nhìn nó rất là đẹp. Tao nghĩ có lẽ là nó mạ chrome bên hay gì đó, nhưng mà nhìn cái màu nó khi nó ánh lên nè, ánh sáng ánh lên cái những cái vật xanh sáng nó chạy á, nhìn cái mặt đồng hồ mình rất là đẹp, nó bật hẳn lên đó. Và chiếc đồng hồ các bạn có thể thấy là cái logo của Owen màu đỏ đen nó bật lên tại vì nó mặc màu trắng chứ không có là màu tối như chiếc đồng hồ kia. Chất liệu mà vỏ chiếc đồng hồ này sử dụng là chất liệu thép không chỉ 316L cao cấp. Thì chất liệu này các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng mà không lo bị cái vỏ đồng hồ mà nó bị chỉ xét qua thời gian ha. Một thông tin nữa Thảo muốn cung cấp đến cho các bạn đó chính là phần dây mà cả ba chiếc đồng hồ này đang sử dụng. Các ba chiếc đồng hồ này chúng đang sử dụng là da bò mà dập vân cá sấu, nó tạo lại cái cảm giác rất là sang trọng ở đây. Đấy, mình nhìn nó rất là sang. Và mẫu đồng hồ thứ tư Thảo muốn giới thiệu các bạn ngay lúc này có lẽ là khác biệt nhất trong cả bốn chiếc, tại vì nó sử dụng là chất liệu dây kim loại, vỏ cũng bằng kim loại hoàn toàn chứ không phải là bằng dây da như là ba chiếc đồng hồ trước. Và cũng có lẽ đây là chiếc đồng hồ mà sở hữu cái đường kính mặt số của nó là nhỏ nhất trong cả ba, cả bốn anh em trên, tại vì nó chỉ sở hữu đường kính mặt số là 38.5mm mà thôi. Đây, tôi sẽ thử các bạn coi. Đấy, họ đánh giá cao cái chiếc đồng hồ này dành cho những cái bạn gọi là làm nhân văn phòng á, tại vì khi đeo lên thì nhìn nó rất là đứng đắn, nhìn nó rất vô cùng chững chạc luôn ha. Đó, và ngoài ra thì chiếc đồng hồ này cái thiết kế bên ngoài của nó cũng rất là đẹp, khi mà cái đây cái phần các bạn để cái phần open hết này của nó nè, nó có một cái niềng tròn bao quanh bên ngoài, nó cũng được trải bóng. Đấy, khi các bạn đổi cái mặt góc đồng hồ thì ánh sáng hắt vào đó, nó sẽ tạo hưởng thị giác lấp lánh, nhìn rất là đẹp của chiếc đồng hồ. Và cái chi tiết của nó là nó sẽ không gọi là quá cổ điển như cái chiếc thứ ba chúng ta đã xem ở đây, nó chỉ có hai chi tiết là số La Mã thôi, thứ nhất là số 6 và số 12, còn lại là các vạch của nó mang được cái tính hiện đại tinh tế cho người đeo. Và một điểm tiếp theo được đánh giá rất là cao nữa đó chính là phần dây chiếc đồng hồ. Đây các bạn thấy nó sẽ chảy xước, những cái đường chảy xước xen lẫn với những cái đường chảy bóng, cho nên chiếc đồng hồ mình nó không gọi là quá gọi là mềm, quá ủy mị, nó cũng không gọi là quá cứng cáp hay là thô ráp, mà đó sự phối hợp giữa cái phần chảy xước và chảy bóng nhìn chiếc đồng hồ vô cùng đẹp. Và chất liệu mà chiếc đồng hồ này sử dụng đó chính là thép không chỉ 316L cao cấp, cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm trong quá trình mà mình sử dụng, không sợ bị sét hay chỉ ha. Còn ngoài ra thì bề dày của chiếc đồng hồ này chỉ là rơi vào khoảng 10.8mm mà thôi, không thực sự quá dày đối với một chiếc đồng hồ cơ tự động đâu. Đó, các bạn thấy khi lên tay nhìn nó là vừa vặn. Còn một điểm nổi bật nữa của chiếc đồng hồ này đó chính là khác so với ba người anh em kia của nó là nó sử dụng mặt kính, chính là mặt kính sapphire. Thì điều này sẽ giúp cho chúng ta sử dụng nó khó bị chảy xước hơn. Thì Thảo đánh giá rất là cao cái phần này của chiếc đồng hồ.
phần kim của chiếc đồng hồ thì nó cũng tương tự như hai người anh em đầu tiên của nó, đó chính là nó sở hữu cái phần kim được thiết kế theo dạng vuốt kiếm thì rất là nhọn và nhìn rất là sang trọng. Nếu bạn là một người đàn ông trung niên tầm tuổi từ 25 tới 35 tuổi thì tạo cho hàng chiếc đồng hồ này phải nói là vô cùng phù hợp với bạn luôn. Đặc biệt hơn nếu các bạn làm những công việc bàn giấy văn phòng. Các bạn cảm thấy cả bộ mẫu đồng hồ Oven này thật sự tuyệt vời đúng không nào? Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu cụ thể hơn, những bài review chi tiết hơn về những sản phẩm này, các bạn có thể tìm thấy chúng bởi vì Thảo để ngay bên dưới phần mô tả của video. Tuy nhiên, một số sản phẩm thì vẫn chưa kịp sản xuất ra những cái review như vậy, cho nên trong thời gian sớm nhất mình sẽ cập nhật cho các bạn cùng xem nhé. Và nếu như các bạn muốn sở hữu ngay những chiếc đồng hồ này, các bạn có thể đặt hàng online ngay trên trang website đồnghohaichieu.com. Và nếu như các bạn muốn tận tay sở hữu trải nghiệm nó và được nhận được những lời tư vấn từ chuyên viên bán hàng của Hải Chiêu thì các bạn có thể đến ngay danh sách đại lý của đồng hồ Hải Chiêu mà Thảo để bên dưới phần mô tả video luôn. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.